tập theo của Quân Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ chế tạo một nút bạc YouTube. Như mình nghĩ thì nút bạc YouTube phải đến 100.000 người lượt đăng ký, 100.000 lượt đăng ký thì mới được nút bạc thật. Mọi người nhớ ủng hộ cho mình để mình được thằng cháu nút bạc của YouTube nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo cho mọi người. Khoảng hơn 6 phút thì mình cũng đã làm xong cảnh cuốn mọi người. Mọi người chờ cháu không? Bây giờ mình sẽ đắp đặt vốn cho mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ chỗ này vào khuôn cho mọi người. Mình đã làm đi làm lại kia nhiều lần rồi. Bây giờ mới thành công. Thành công hay không? Rất chiên nóng mọi người ạ. Thank you.
Thời gian thì mình cũng đã làm xong cái nút bao bông gỗ mọi người ạ. Và bây giờ mình là chuẩn bị sẵn một cái tấm giác, mình sẽ dán vào đấy nha mọi người, để mình sẽ xịt sướng lên. Cuối cùng mình là chặn xong, bây giờ mình sẽ xịt cho mọi người. Và tiếp theo mình sẽ mở cái này ra nha mọi người. Mọi người thấy chưa? Và bây giờ thì mình sẽ viết tên các thứ lên bạc này nha mọi người. Rất chỉ là khó mọi người ạ. Mình làm nhôm thất bại rồi mình mới chuyển sang làm bằng gỗ mọi người ạ. Làm bằng nhôm thì mình phải kiếm vật liệu từ 3 ngày trước và làm cũng không thành công, nên mình mới chuyển qua làm bằng gỗ. Mọi người thấy có giống thật không ạ? Ok, nếu hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh nha. Và nếu không hay thì mọi người nhớ đít like nha. Bye bye.